Quý vị thân mến, và tiếp theo trong cái chuyên mục này thì chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp với quý anh chị và các bạn tử vi của tuổi Dậu trong năm Canh Tý 2020 về công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi, tử vi chi tiết từng tuổi Dậu và cái vận trình tài lộc từng tháng trong năm 2020 để những người tuổi Dậu biết để đoán lành tránh dữ trong cái năm 2020 này. Trong cái năm Thái Tuế gây nhiều ảnh hưởng, tử vi tuổi Dậu năm 2020 cảnh báo những cái khó khăn mà con giáp này phải đối mặt, nào là áp lực tài chính, nào là rắc rối trong công việc, đủ chuyện khiến cho bản mệnh mệt mỏi không thôi. Trước hết chúng ta cùng đi tìm hiểu về tổng quan cái tử vi tuổi Dậu trong cái năm 2020 này. Và trong cái năm này thì tuổi Dậu gặp cục diện tương phá, hạn Thái Tuế lơ lửng trên đầu, vì thế nên bản mệnh dễ phải chịu áp lực kinh tế khá lớn, chi tiêu không hợp lý, dễ dẫn đến hiểm họa về tài chính. Tình hình sức khỏe năm Canh Tý của con giáp này cũng không mấy khả quan, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến hệ hô hấp cần lưu ý đề phòng. Bản mệnh thường hay cảm thấy mệt mỏi, trạng thái tinh thần không tốt, thậm chí có nhiều khi suy nghĩ bi quan, thiếu chủ động, nên khi vướng phải rắc rối thường không sẵn sàng khắc phục, dễ dẫn đến kết quả phá thai. Ngoài ra thì xét về cái vận trình tình duyên, vì có sao thiên hỷ xuất hiện nên bản mệnh sẽ trở nên khá đào hoa. Bạn có thể gặp những cái đối tượng hợp ý mình ở những cái nơi như quán bar hoặc trong những cái buổi tụ tập bạn bè. Chuyện tình cảm của con giáp này có thể phát triển nhanh chóng, nhưng mệnh chủ cần biết giữ mình, không nên vướng vào những cái chuyện thị phi. Tình cảm phức tạp sẽ kéo theo chính mình vào rắc rối. Tử vi 12 con giáp cho thấy bản mệnh dễ gặp rắc rối nếu liên quan đến các cái vấn đề tử sắc thị phi. Nếu không biết kiềm chế những cái ham muốn không chính đáng của mình thì dễ vướng vào tai vạ, tự tay phá vỡ hạnh phúc mình đang có. Năm Canh Tý, tuổi Dậu đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm cái nguồn sức mạnh của Kim Dậu, mà địa chi và thiên can cũng tạo thành cái tổ hợp kiếp tài sinh thực thần, nên bản mệnh không được thuận lợi trong công việc. Con giáp này dễ phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ khiến mọi không yên ổn, bản tính bốc đồng và lơ là cũng mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Bản mệnh sẽ phải tốn rất nhiều công sức mới có thể khắc phục được những cái vấn đề xảy ra xung quanh mình. Ngoài ra thì cục diện tương phá còn cảnh báo những chú gà có thể làm hỏng chuyện nếu dành quá nhiều thời gian cho những điều vui thú bên ngoài. Vì thế mà bản mệnh cần hết sức tránh việc tham gia vào các cái hoạt động tụ họp không cần thiết, tránh giao lưu với những người có ý đồ không lành mạnh. Và trong năm 2020 thì tuổi Dậu cần tránh đi những cái khu vực âm u hoặc ẩm ướt, không nên đi tới những cái khu vực ven sông hoặc những cái nơi nhiều người hỗn tạp như là quán bar, quán rượu để tránh những cái chuyện rắc rối không cần thiết. Về vấn đề sự nghiệp của tuổi Dậu trong năm 2020 thì trong năm này thì sự nghiệp của tuổi Dậu chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè xấu, vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tán mạn. Đây là cái nguyên nhân khiến bản mệnh khó có thể bình tĩnh để giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những cái kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong cái năm 2020, người tuổi Dậu thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế mà khó đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên thì con giáp này cần tham gia nhiều hoạt động hoặc các cái loại báo chí, sách vở giúp truyền cảm hứng và thay đổi tâm trạng. Tốt nhất là nên tránh xa những cái bạn bè xấu hay rủ rê lôi kéo tham gia vào các hoạt động vui chơi, làm lơ là sự nghiệp. Không nên dành quá nhiều thời gian cho sở thích cá nhân hoặc để suy nghĩ vu vơ, nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Theo tử vi sự nghiệp tuổi Dậu năm 2020, năm nay thì bản mệnh không gặp nhiều điều thuận lợi do bản tính nóng nảy, bốc đồng, cũng như phải chịu cái sự cạnh tranh gay gắt. Về tử vi tài lộc trong cái năm 2020 thì trong năm này phạm tam tai, tình hình tài chính của người tuổi Dậu trong năm Canh Tý không ở vào cái trạng thái lý tưởng. Bản mệnh dễ phải chi tiêu tốn kém trong các cái mối quan hệ bạn bè anh em, dễ dùng tiền lãng phí không đúng mục đích vào các hoạt động vui chơi tụ tập. Ngoài ra năm nay là một năm khá đào hoa với bản mệnh, tuy nhiên nên giữ lý trí khi quan hệ với người khác, không nên tiêu phí quá độ để thể hiện bản thân mình. Để có thể giảm bớt những cái áp lực về kinh tế, bản mệnh cần lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, không dùng tiền vào những cái việc mà không cần thiết, giảm thiểu các cái hoạt động vui chơi. Nếu muốn cải thiện tình trạng này, bản mệnh cũng
nên dành nhiều thời gian đầu tư cho sự nghiệp hơn, không nên dành thời gian cho những cái suy nghĩ xa vời. Muốn phát tài nhanh và bền vững, bán mệnh cần dựa vào chính cái khả năng của mình, không nên chỉ dựa vào vận may của bản thân hoặc lợi dụng công sức của người khác. Những mưu đồ không tốt có thể khiến bản mệnh lâm vào nhiều rắc rối, thậm chí là phá sản. Xem tử vi tài lộc của tuổi Dậu năm 2020 thì tình hình tài chính của bản mệnh không mấy khả quan, thậm chí có dấu hiệu suy giảm nếu lơ là, chủ quan trong công việc. Về vấn đề tình cảm của người tuổi Dậu trong năm 2020 thì nhân duyên của người tuổi Dậu trong cái năm này khá tốt, đặc biệt là với người còn độc thân. Bản mệnh dễ có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều người khác phái thông qua cái mối quan hệ với bạn bè, người thân hoặc trong các cái buổi gặp mặt bạn bè, đối tác. Bạn dễ gây ấn tượng với những người khác giới nên việc bắt đầu một cái mối quan hệ tình cảm không phải là cái vấn đề gì quá khó khăn. Tuy nhiên, vì tác động của thái tuế mà tình cảm của con giáp này không được ổn định, khó có thể đạt được cái kết quả như mong muốn. Ngoài ra thì tuổi Dậu còn có dấu hiệu phóng túng quá độ, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp. Với những người đã lập gia đình, tuy bản mệnh không có nhiều khả năng phải đào hoa xấu, nhưng vẫn cần phải chú ý giữ gìn cái khoảng cách đúng mực với những người khác giới. Khi tham gia các hoạt động tiệc tùng, giao lưu, cần chú ý biết giữ mình, không nên quá chén, khiến bản mệnh trở nên thiếu tỉnh táo, làm ra những cái việc mà gây ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình. Trong cuộc sống hàng ngày, con giáp này cũng cần phải có chế độ sinh hoạt hợp lý, hạn chế những cái ham muốn không cần thiết. Theo tử vi tình duyên tuổi Dậu năm 2020 thì bản mệnh dễ tìm được người như ý. Tuy nhiên thì bạn cần suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định, tránh rơi vào những cái chuyện không hay, những rắc rối không đáng có. Về vấn đề sức khỏe của người tuổi Dậu trong năm 2020 này thì không được khả quan cho lắm. Tý và Dậu tạo thành cái cục diện tương hại, thái tuế Tý Thủy làm giảm bớt sức mạnh của Dậu Kim, gây nên nhiều cái rắc rối và hung hiểm. Về tổng thể, trong năm Canh Tý, cơ thể của bản mệnh dễ phải chịu tác động không tốt do tác động của các chất kích thích như là rượu bia, thuốc lá gây nên, khiến đầu óc thiếu minh mẫn, dễ vướng vào những chuyện thị phi không đáng có. Con giáp này cũng dễ gặp đến cái vấn đề mà liên quan đến hệ thống hô hấp, các bệnh vặt như là cảm cúm, nhức đầu thường xuyên xuất hiện. Ngoài ra thì bạn cũng có thể mắc phải những cái căn bệnh nguy hiểm hoặc các cái bệnh do thói quen sinh hoạt không điều độ gây nên. Để sức khỏe cải thiện, tránh được những cái tác động xấu, bản mệnh cần tránh đi đến những cái nơi ẩm ướt, nguy hiểm như là bến sông, bến đò, không nên đến những cái nơi có nhiều sát khí hoặc những cái chốn ăn chơi đông người phức tạp như là quán bar, vũ trường, quán karaoke. Nếu có thời gian rảnh rỗi, bạn nên chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, đến thư giãn ở nơi có nhiều cây cối, bầu không khí trong lành, cũng như quan tâm để ý tới người nhà của mình nhiều hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với vận trình của từng tuổi Dậu trong cái năm 2020 này, gồm các tuổi Ất Dậu năm 1945, Đinh Dậu 1957, Kỷ Dậu 1969, Tân Dậu 1981, Quý Dậu 1993 và Ất Dậu năm 2005. Trước hết chúng ta cùng đến với tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh Tuyền Trung Thủy. Trong cái năm 2020 này thì vận thế của người sinh năm Ất Dậu khá thuận lợi, thành tích học tập có những cái tiến bộ nhất định, nhưng bản mệnh khó tập trung, dễ bị phân tâm vào những cái vấn đề khác nhau. Người tuổi này có tinh thần hăng hái, phấn chấn, thích tham gia vào các hoạt động tập thể, tuy nhiên cũng dễ bị cuốn hút bởi sách báo hoặc các cái đồ dùng điện tử. Nếu phụ huynh không bám sát thì dễ có những cái suy nghĩ lệch lạc, thực hiện những cái hành động vượt quá mức cho phép. Vì vậy, những cái bậc làm cha mẹ cần dành thời gian chú ý đến con cái nhiều hơn, nên hướng con cái tới những cái điều tích cực, nhưng không nên sử dụng những cái biện pháp ép buộc khiến trẻ dễ nảy sinh cái tâm lý phản kháng. Cha mẹ cần phải trò chuyện với con cái nhiều hơn để thấu hiểu suy nghĩ của trẻ. Khi có vấn đề xảy ra thì nên thẳng thắn đối mặt, không nên đay nghiến chỉ trích con cái mà nên đưa ra biện pháp giải quyết thích hợp. Ngoài ra, phụ huynh cũng nên chú ý đến sức khỏe của trẻ vị thành niên, có chế độ ăn uống hợp lý và khám chữa bệnh nếu có bất cứ biểu hiện bất thường nào. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kiếm Phong Kim. Để bước vào cái năm Canh Tý, vận thế của người tuổi Quý Dậu khá ổn định. Nếu muốn nâng cao cái hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các cái kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp, không nên giữ cái thái độ huênh hoang, kiêu ngạo,
coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Khi có thời gian rảnh thì nên chú trọng bổ sung thêm kiến thức, không nên dành quá nhiều thời gian cho cái hoạt động nghỉ ngơi vui chơi. Nếu có thể giữ vững tinh thần tích cực thì cầu tiến thì cuối năm sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Trong cuộc sống, con giáp này có tâm lý khá ổn định, biết cách đối nhân xử thế nên có thể giữ được mối quan hệ tốt với mọi người, đặc biệt là với những người lớn tuổi, có kinh nghiệm phong phú hơn nhiều. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp thị phi. Tuy nhiên thì phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi bản mệnh không dành được nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Những người độc thân thường khá nhút nhát, không dám bày tỏ cảm xúc của mình nên dễ bỏ lỡ cái cơ hội. Những người đã lập gia đình trở nên khá đào hoa, vì thế mà bạn cần phải biết cách giữ cái khoảng cách với những người khác giới có ý định tiếp cận, tránh kẻ thứ ba gây ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, mệnh Thạch Lựu Mộc. Năm 2020 không phải là một năm thuận lợi với những người sinh năm Tân Dậu, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều cái thị phi cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh khiến bạn không thể tập trung vào công việc của mình, khó tìm được cơ hội để thể hiện cái khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của con giáp này cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Vì thế mà trong cái khoảng thời gian đầu năm, bản mệnh nên chú ý đến vấn đề quản lý tiền bạc, nên chi tiêu có kế hoạch chứ không nên phung phí, tránh việc mở rộng phạm vi kinh doanh. Hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi những cái thời điểm thích hợp. Bởi vào cái khoảng giữa năm thì vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Trên phương diện tình cảm, người tuổi này không dám đối diện với cảm xúc thật của mình, không dám bày tỏ tình cảm nên dễ dẫn đến những cái hiểu lầm không đáng có. Những người đã kết hôn nên tích cực, chủ động hơn, chú ý việc hâm nóng tình cảm vợ chồng. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với người tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969, mệnh Đại Trạch Thổ. Vận thế của người sinh năm Kỷ Dậu lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một cái phương hướng cố định. Những người làm kinh doanh cần phải có thái độ chủ động, tích cực hơn, biết lợi dụng các cái mối quan hệ xã hội để quen biết với quý nhân hơn. Chú ý duy trì mối quan hệ hợp tác ổn định, đặt ra những cái mục tiêu phù hợp với khả năng của mình. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn. Năm 2020, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua nhiều cái dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý, có thể dễ mắc các cái bệnh như là đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế mà người tuổi Dậu cần có cái thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần chú ý an toàn giao thông. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, mệnh Sơn Hạ Hỏa. Năm Canh Tý không phải là một năm may mắn với những người tuổi Đinh Dậu. Trong công việc, bản mệnh phải chú ý đến tiểu tiết, đề phòng kẻ tiểu nhân bàn ra tán vào gây ảnh hưởng đến công việc. Khi bắt tay vào việc, thực hiện việc gì cũng cần cẩn trọng, tránh tạo ra những cái sơ hở, sai sót, đáng tiếc. Khi gặp vấn đề gì, cần giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan, tham khảo ý kiến của những người đi trước và những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Không nên suy nghĩ tiêu cực hoặc quá mức căng thẳng, bởi những áp lực tinh thần có thể dễ dàng tác động đến sức khỏe của bản mệnh. Tình hình tài chính của mệnh chủ trong năm nay không có nhiều điểm sáng, thu nhập giữ ở mức ổn định nhưng không có nhiều khoản thu nhập phụ. Vì thế mà bản mệnh không nên tham gia vào các hoạt động đầu tư, nhất là những cái mối đầu tư không đáng tin, dù lợi nhuận cao nhưng cũng ẩn chứa nhiều cái nguy hiểm. Muốn sự nghiệp phát triển vững vàng, tốt nhất là con giáp này nên dựa vào công sức của chính mình, không nên sốt ruột, muốn đốt cháy giai đoạn, không nên tham lam những gì không thuộc về mình. Cuối năm bản mệnh gặp được nhiều chuyện như ý, quý nhân xuất hiện tương trợ bản mệnh. Bản mệnh cần biết nắm chắc cơ hội, sự nghiệp sẽ đạt được thành công đáng chúc mừng. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Ất Dậu, sinh năm 45, mệnh Tuyền Trung Thủy.
Xét về tổng thể, người tuổi Ất Dậu có một năm khá bình lặng, không có nhiều chuyện đáng lo, sức khỏe ổn định, con cháu hòa thuận, tình hình tài chính ổn định, có quá nhiều điểm sáng về tài lộc. Bản mệnh có thể dựa vào vận may để tham gia các hoạt động rút thăm, xổ số, nhưng không nên quá đắm chìm trong những hoạt động này, nên biết dừng lại đúng lúc. Con giáp này cũng nên chú ý cách ứng xử của mình, không nên quá nóng nảy để xảy ra cái mâu thuẫn tranh chấp với mọi người xung quanh. Khi gặp vấn đề gì nên giữ thái độ bình tĩnh, dĩ hòa vi quý, không nên so đo tính toán với mọi người, nên bao dung với lỗi lầm của người khác, đặc biệt là không nên xét nét con cái khiến chính bản thân thêm mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Người cao tuổi nên tránh xa các cái chất gây nghiện như là rượu bia, thuốc lá, sẽ có tác động xấu tới cơ thể. Chú ý không nên lao động quá sức, rèn luyện sức khỏe hợp lý, ăn uống khoa học. Và tiếp theo, xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với vận trình tử vi từng tháng của tuổi Dậu trong năm 2020 này. Trước hết là chúng ta cùng đến với tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch của người tuổi Dậu. Thì bước vào tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý thì người tuổi Dậu phải đối diện với nhiều rắc rối và phiền não liên quan đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ sự nghiệp, tình cảm, sức khỏe hay tài lộc. Bản mệnh thường khó tập trung vào công việc nên mắc nhiều sai sót, thường phải nhận lời phê bình, khiển trách của cấp trên. Việc này gây ảnh hưởng lớn đến cái sự tự tin cũng như là thái độ tích cực trong công việc của bản mệnh. Bạn thường tìm cách trốn tránh những cái nhiệm vụ được phân công, cũng dễ bỏ lỡ những cái cơ hội trước mắt. Tình trạng sức khỏe do đó cũng chịu nhiều ảnh hưởng, do bản mệnh phải chịu áp lực trong cái thời gian dài. Bạn dễ cảm thấy căng thẳng, lo lắng. Các bệnh vặt như là đau đầu, cảm cúm thường xuyên xuất hiện. Tình hình tài chính bình ổn, không có quá nhiều điểm sáng, không thích hợp đầu tư. Đồng thời, trên phương diện tình cảm, người độc thân không tìm được người ưng ý, duyên phận chưa đến với bạn, vì vậy mà không nên dành nhiều thời gian vào công việc. Trong tháng 2 năm 2020 âm lịch, vận thế của người tuổi Dậu vẫn khá ám đạm, tình hình tài lộc cũng không có dấu hiệu khả quan. Và trong công việc, bản mệnh khó được nhận vào những vị trí mong muốn, thường không được cấp trên đánh giá cao, thậm chí còn để lại ấn tượng xấu do năng lực làm việc còn hữu hạn hoặc thường xuyên sao nhãng trong công việc. Đồng thời, những chú gà cũng thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, khiến mối quan hệ xã giao không được tốt. Con giáp này cần phải tăng cường trò chuyện với mọi người, chú ý rèn luyện kỹ năng giao tiếp, không nên nóng nảy, bốc đồng, nói năng thiếu suy nghĩ, có như vậy thì mới mong cải thiện được nhân duyên. Tình hình tài chính có dấu hiệu xuống dốc bởi bản mệnh cần chi phí nhiều cho các cái hoạt động xã giao mà thu nhập thì không thay đổi. Tuổi Dậu cần phải biết cách chi tiêu hợp lý, không nên tiêu xài lãng phí cho những thứ không cần thiết. Trong tháng 3 âm lịch này thì bản mệnh có nhiều dấu hiệu khởi sắc trên phương diện tình cảm và sức khỏe. Những người còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa, bản mệnh nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Chỉ cần chăm chỉ ra ngoài tham gia vào các hoạt động giao lưu tập thể thì nhiều khả năng bạn sẽ gặp được một người phù hợp với yêu cầu của mình. Những người đã có đôi có cặp, tình cảm đôi bên hài hòa, nhưng cần phải tổ chức thêm nhiều cái buổi hẹn hò lãng mạn để hâm nóng tình cảm cho đôi bên, giữ hôn nhân luôn nồng nàn. Tình hình sức khỏe không có nhiều vấn đề đáng lo, bản mệnh nên rèn luyện thân thể tích cực hơn, giúp tinh thần phấn chấn, có tác động tốt đến sự nghiệp của mình. Trên phương diện sự nghiệp và tài lộc, dù không có quá nhiều biến động lớn, nhưng tuổi Dậu giữ được phong độ ổn định, mối quan hệ giữa đồng nghiệp và cấp trên khá hài hòa, ít khi xảy ra mâu thuẫn tranh chấp. Đến tháng 4 năm 2020 âm lịch thì tài lộc của người tuổi Dậu có dấu hiệu đi lên trong tháng 4 âm này. Tuy nhiên sự nghiệp vẫn không ở vào cái thời điểm lý tưởng, đặc biệt là trong nửa cuối tháng có dấu hiệu biến động lớn. Vào thời điểm này, thu nhập của bản mệnh có dấu hiệu tăng lên so với tháng trước, đặc biệt là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, bất động sản, bảo hiểm. Tuy nhiên, người tuổi này lại phải chịu áp lực khá nặng nề trong công việc. Công việc nhiều mà vượt quá khả năng có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Vào những cái thời điểm như vậy, con giáp này cần phải học cách biến áp lực thành hành động. Không cúi đầu trước khó khăn mà luôn phải động viên bản thân tiếp tục tiến về phía trước. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải giữ những cái suy nghĩ lạc quan tích cực, có thời gian rảnh nên tham gia các hoạt động tập thể hoặc đến những cái nơi thanh bình giúp thư giãn đầu óc. Vào thời điểm tháng 5 âm lịch năm Canh Tý,
sự nghiệp của tuổi Dậu vẫn không có nhiều khởi sắc. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe cũng có dấu hiệu suy giảm. Trong công việc, con giáp này có thể bị tiểu nhân gièm pha, hãm hại, khiến bạn không thể thể hiện được cái khả năng thực tế của mình, để lỡ mất những cái cơ hội học hỏi hoặc thăng tiến, thậm chí còn phải chịu sự nghi kỵ của đồng nghiệp. Tuy nhiên, dù có gặp chuyện gì đi chăng nữa, bản mệnh vẫn cần giữ bình tĩnh hết sức, không nên tính tới chuyện trả đũa người khác. Chưa chắc đã hại được người mà đã mang họa vào mình. Đồng thời, áp lực công việc cũng thường khiến những chú gà cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nóng trong người. Bạn cần phải suy nghĩ thoáng hơn. Khi ăn uống thì tránh những cái món đồ cay nóng, nên bổ sung thêm nhiều các loại hoa quả và rau xanh. Tới tháng 6 âm lịch, tài lộc của người tuổi Dậu khá vượng, tuy nhiên thì chuyện tình cảm lại không được khả quan. Thời điểm này, bản mệnh giữ thái độ khá dè dặt và bảo thủ trong đầu tư, tuy nhiên thì vẫn tìm được những cái cơ hội đầu tư xứng đáng, đem lại nhiều cơ hội thuận lợi cho bản thân. Nhờ có thần tài phù trợ mà những người làm kinh doanh, làm ăn có lãi, tìm được những cái đối tác, hợp tác ưng ý. Tuy nhiên thì trên cái phương diện tình cảm, bạn cần chú ý xử lý nhiều rắc rối. Đôi bên thường xảy ra nhiều cái tranh cãi, thậm chí là chiến tranh lạnh, vì bản mệnh thường dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà bỏ quên cái việc chăm sóc cho gia đình. Tuổi Dậu cần phải trò chuyện với nửa kia nhiều hơn để thấu hiểu tâm tư, tình cảm của đối phương. Khi nóng giận, cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, không nên dùng những cái lời lẽ đay nghiến, ác nghiệt để tổn thương người ấy. Đến tháng 7 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu phát triển đi lên rõ rệt trong tháng 7 âm này. Còn tình cảm thì không có nhiều biến động, chủ yếu giữ ở trạng thái ổn định. Trong công việc, bản mệnh thường có thái độ hăng hái, tích cực, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao, có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Nhờ thế mà bản mệnh thường được cấp trên và khách hàng đánh giá cao. Trước mắt, dù không thể thăng tiến ngay lập tức, nhưng rất có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng. Trên phương diện tình cảm, dù đôi bên không thường xuyên được ở bên nhau, nhưng hai người ngày một thấu hiểu và bao dung cho nhau. Những người còn độc thân khá đào hoa, bạn có cơ hội gặp được nửa kia của mình trong các buổi giao lưu gặp mặt. Trong tháng 8 âm lịch, tài lộc của người tuổi Dậu có điểm sáng, tuy nhiên tình hình sức khỏe lại giảm sút ít nhiều nhưng không quá đáng lo. Thời điểm này, bản mệnh không có nhiều khoản phải chi tiêu, thêm vào đó là bạn có thể thu được những cái khoản kha khá nhờ có sự may mắn cộng với đầu óc linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng. Vì vậy, về cơ bản, con giáp này có thể chi tiêu khá thoải mái theo ý muốn của mình. Về vấn đề sức khỏe, con giáp này không mắc phải những cái căn bệnh khó chữa trị nhưng dễ bị tổn thương bên ngoài. Khi đi đường, cần đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông, tránh những cái sự cố ngoài ý muốn. Những người có việc cần phải đi công tác xa, luôn phải đem theo thuốc dự phòng bên người, đề phòng những cái sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Bước vào tháng 9 âm lịch năm 2020, tuổi Dậu dễ gặp vướng mắc trong sự nghiệp, do vậy nên tình hình tài chính cũng bị ảnh hưởng theo. Xét về phương diện công việc, bản mệnh có tính khí nóng nảy, bốc đồng, dễ xảy ra xung đột với cấp trên hoặc khách hàng. Sai lầm bạn gây ra có thể tác động bất lợi đến công ty. Dưới tình huống này, mệnh chủ cần thay đổi tính cố chấp cứng đầu của mình. Khi có lỗi sai thì nên chủ động nhận lỗi và chủ động tìm cách khắc phục. Không nên có thái độ trốn tránh hoặc đổ lỗi cho người khác. Tài lộc của con giáp này cũng không khả quan, thậm chí mức lương cũng không được đảm bảo. Tình hình tài chính vô cùng thiếu ổn định, thêm vào đó là bản mệnh cần phải chi tiêu nhiều khoản trong cuộc sống, nên cần chú ý tiết kiệm chi tiêu, không dùng tiền phung phí vào những cái việc mà không cần thiết. Sang tháng 10 âm lịch, về tổng thể, vận thế của con giáp này có dấu hiệu đi xuống, đặc biệt là trong cái tình cảm có những cái biến động lớn lao, sức khỏe cũng có cái dấu hiệu giảm sút. Cả người độc thân và những người đã lập gia đình đều sẽ phải đau đầu vì cái chuyện tình cảm. Những người còn độc thân có thể phải chịu áp lực lớn do cha mẹ và người lớn mang lại. Bạn thường cảm thấy ức chế, mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến cái chuyện kết hôn. Những người đã lập gia đình dễ rơi vào cái mối quan hệ tình cảm phức tạp. Nếu không biết giữ mình thì dễ gây ảnh hưởng đến cái hạnh phúc gia đình. Về tình trạng sức khỏe, bản mệnh thường hay mất ngủ, ngủ không sâu giấc hoặc hay mộng mị khiến đầu óc không tỉnh táo hay mệt mỏi. Vì thế mà trước khi đi ngủ, bản mệnh nên thả lỏng tinh thần, không nên suy nghĩ quá nhiều. Đến tháng 11 âm lịch thì sự nghiệp của người tuổi Dậu có những cái dấu hiệu tích cực trong tháng 11 này.
Tuy nhiên thì tình cảm vẫn tiếp tục xuống dốc. Trong công việc, bạn mệnh giữ được suy nghĩ bình tĩnh, tỉnh táo, sẵn sàng đối diện với những cái rắc rối xảy ra bất cứ lúc nào. Nhờ việc thường xuyên phải xử lý những cái chuyện phức tạp mà bạn mệnh cũng tích lũy được nhiều cái kinh nghiệm, thể hiện được bản lĩnh của mình. Bạn dễ dàng nhận được sự đánh giá tốt từ cấp trên cũng như sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp. Nếu tiếp tục giữ vững, thậm chí bạn có thể chạm tới cơ hội thăng tiến. Nhân duyên tốt đẹp cũng mang lại nhiều lợi ích cho bản mệnh, đặc biệt với những người hay phải đi xã giao, công tác, bạn cũng có cơ hội gặp được quý nhân vào thời điểm này. Tuy nhiên, vấn đề tình cảm có nhiều rắc rối vì bạn thường thiếu quan tâm đến nửa kia của mình mà chỉ tập trung cho sự nghiệp. Đôi bên không thấu hiểu và bao dung cho nhau, thường hay xảy ra cãi cọ. Bước sang tháng 12 âm lịch là tháng cuối cùng trong cái năm Canh Tý, thì mọi cái phương diện của người tuổi Dậu đều có những cái chuyển biến tích cực, đặc biệt là trên hai phương diện tài lộc và tình cảm. Những người đang khởi nghiệp có thể giành được những cái cơ hội đáng quý, khiến công ty, đơn vị thu được lợi nhuận khả quan, rất có triển vọng trong tương lai, đồng thời tránh được những cái đối thủ cạnh tranh, tạo lập được cái uy tín trong thị trường. Những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cũng đưa ra được những cái quyết định sáng suốt giúp công ty phát triển đi lên. Trên phương diện tình cảm, những người có tình cảm với nhau nhận được lời chúc phúc của những người thân, có thể tính đến chuyện về chung một nhà. Những người đã lập gia đình, có một gia đình hòa thuận, mọi khúc mắc giữa các thành viên trong gia đình đều có thể được gỡ bỏ nếu đôi bên bình tĩnh trò chuyện và thấu hiểu cho nhau. Và cuối cùng là xin mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với cách hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Trong năm 2020, tuổi Dậu gặp hạn thái tuế nên vận trình không được như ý. Bản mệnh sẽ phải đau đầu bởi áp lực về tiền bạc đè nặng lên vai. Tiền kiếm được không ít, nhưng con giáp này đang phung phí vào những cái nơi mà không thực sự cần thiết. Tới khi có việc cấp bách thì lại phải chạy vạy ngược xuôi. Trong chuyện tình cảm, những chú gà dễ mù quáng mà mắc sai lầm, thiếu tỉnh táo khi đưa ra cái quyết định quan trọng có thể khiến bạn hối hận về sau. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc của con giáp này. Bản mệnh đang phải cạnh tranh gay gắt với đối thủ, chỉ cần lơ là chút thôi là nhận phần thua về mình. Sức khỏe trong năm Canh Tý của tuổi Dậu cũng khá tệ, vừa mệt mỏi về thể xác, vừa căng thẳng về tinh thần. Những suy nghĩ tiêu cực có thể đẩy bạn vào ngõ cụt. Xem phong thủy năm 2020 thì cửu tử quý nhân tinh bay vào cung chính nam. Nếu mệnh chủ biết sắp xếp phong thủy hợp lý ở vị trí này thì có thể giúp cho nhân duyên thêm vượng. Ở góc này trong nhà nên giữ ánh sáng thường xuyên chiếu rọi. Ngoài ra có thể đặt thêm tấm thảm màu đỏ để tăng hỷ khí. Điều này không chỉ tốt cho nhân duyên mà còn tốt cho sức khỏe. Gia đình có nhiều người hay ốm yếu, bị bệnh, về tỳ vị thì đừng bỏ qua. Để giúp cho tài lộc thêm vượng sắc, người tuổi Dậu còn phải giữ cho đại tài vị năm 2020 là phương Tây Bắc trong nhà được gọn gàng sạch sẽ. Cửa chính, cửa sổ, bếp, bàn ghế, giường ngủ đặt ở vị trí này thì cực tốt, có được tài vận không tồi. Thêm nữa, con giáp này cần lưu tâm đến phương chính Bắc là cái phương mà sao Tam Bích chủ thị phi bay vào. Nếu phong thủy ở đây trái chiều thì sẽ gây ra những cái tác động tiêu cực lên sự nghiệp của bản mệnh. Tốt nhất trong năm ở vị trí này không nên sửa chữa hay động thổ, cũng không trồng cây xanh hay để đồ dùng màu xanh lá, xanh lam ở đây. Có thể dùng đồ màu đỏ sẽ thúc vượng vận trình, hóa giải sát khí. Và quý vị thân mến, trên đây đó là tử vi tuổi Dậu trong năm Canh Tý 2020 về tổng quan, về cung danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi, tử vi chi tiết từng tuổi Dậu và cái vận trình tài lộc từng tháng trong cái năm 2020. Và mong rằng với cái thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị những cái kiến thức cần thiết để giúp cho quý anh chị tuổi Dậu biết trước để đón lành tránh dữ trong cái năm 2020 này. Chúc quý anh chị tuổi Dậu sẽ gặt hái được nhiều thành quả đáng mong đợi, thành công mỹ mãn trong năm 2020. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập.
Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.